Vui nhảy nhỉ. Bắn lên đó, bắn lên đó. Đây rồi. Đúng rồi, anh bắt đầu với công trình cũ nhá. Anh Kèo, có chuyện gì vậy? Ừ, em cứ nằm ở đây nhá, nằm lại như cũ để giữ nguyên hiện trường, để cho các anh chính quyền ấy có bằng chứng để giải quyết nhá. Em cứ nằm ở đây. Không được nằm đây. Tôi trân trọng kính mời anh chị về Ủy ban Nhân dân xã làm bản tường trình để cho rõ sự việc. Còn lâu tôi mới về nhá. Khi nào mà các anh chưa giải quyết xong sự vụ nhá, chúng tôi cứ nằm mãi như thế này để giữ nguyên hiện trường đấy nhá. Em nhỉ? Cương xỉu. Quá hoành tráng rồi. À, mẹ mày nhìn xem bố sáng tác cầm kỳ thi họa cái biển này cương xỉu này trông có hoành tráng không? Trông cũng được đấy. Đấy, này, riêng cái chữ G này là bố nó phải nghiên cứu mãi rồi mới sáng tác làm sao mà cho cái chữ G nó luồn được vào hai cái chữ O làm cái chữ cương nó mềm hẳn. Công nhận là bố nó thâm sâu thật đấy. Ơi, để bố treo cái biển này ra cửa trông cho nó chuyên nghiệp. Đúng rồi. À mà này. Gì thế? Mẹ, bố nó tính rồi. Sắp tới là mình phải thành lập công ty thì ăn nó mới dày được. Ăn mới dày à? Ừ. À, thế cái tiền chỉ trỏ mảnh đất vừa rồi đâu? À đấy. Đấy, 50 triệu ấy. Có rút lại không đấy? Ồ hay nhỉ, bố có tiêu gì đến tiền nhưng mà rút lại nói thế con nó cười chứ. Được rồi, thế thì bố nó vào đây. À? Vào đây đã. Đưa đây cái này cho em. Làm gì? Vào đây, bố nó cứ vào đây. Ngồi xuống. Có việc gì? Húp cho em 7 quả trứng này đi. Úi giời. Sao? Lại húp trứng à? Trứng như sao, húp nhanh lên còn làm bát cháo. Ôi giời ơi, ngày nào cũng bát cháo với 7 quả trứng này hút thì chết. Hút cái gì? Bố nó là dạo này sức khỏe yếu lắm đấy. Tuần này là ghi sổ những 3 lần. Ôi, sao mẹ mày lại nói thế? Bố nợ thì bố trả chứ bố có bùng mẹ mày đâu mà nói thế nó mất quan điểm chứ. Trời ơi, cái mồm cứ nheo nhéo ra. Em bảo này. Cái gì? Bố nó chơi thân với cái não tèo ấy. Thử gạ nó xem cái mảnh vườn nó có bán không? Em có khách đấy. Úi giời ơi, nhà nó sắp ra mặt đường rồi nó không bán đâu. Không bán à? Ừ. Cái nhão tèo ấy, đúng là đồ khốn nạn. Ôi ấy, sao lại khốn nạn thế nào? Có vợ rồi nhá, mà vẫn còn trăng hoa đĩ thóa. Nhục ơi là nhục, cứ phải cái tay tôi nhá. Tôi là cái tôi cách luôn ý. Ôi ấy, ok. Mẹ mày chuyện nhà người ta mà cái làm như chuyện nhà mình như thế nào thì... Chuyện nhà người ta tôi cứ quải chuyện nhà mình đấy. Bây giờ nhá, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Mà nhá, từ dây giờ đây ấy, tôi cấm bố nó là ngao du với cái lão tèo ấy, hỏng người. Mẹ mày buồn cười thật ấy. Bố mẹ với lão tèo là học với nhau từ bé, đôi bạn cùng tiến trên bến dưới thuyền đó, hỏng lòng thế nào, vớ vẩn. Tiến bến thuyền thuyền gì, đơn giản là tôi không thích. Bố nó mà chơi với cái não đĩ thoã đấy á, rồi bầu bịch lúc nào không biết đi. Mẹ nó trông cứ ngồn ngộn nó như thế này, tôi dùng chả hết là sao, bầu bịch. Buồn, không đùa đâu đấy. Biết thế nào được với các ông, rau nạ cá tươi, trời ơi biết đường nào mà nần. Mẹ bảo cái gì lạ, cái gì tươi cơ? Rau nạ cá tươi, bất ngờ con hỏi. Rau lạ cá tươi thì thằng nào mà chẳng thích. Đấy nhá, vừa mới nói nhá. Hả? Rau nạ cá tươi này. Ê! Đâu? Chín, bố ơi, đau quá. 9, 2, 8, 3, 8, 4. Thôi. Cái gì? Bố ra nó vừa bố có tuổi rồi, bố phải vụt cho nó nghiêm túc chứ. Bố mày đẻ ra mày. Bố mày thèm ăn gian của mày à? Thế bố vừa mới 91 trong 84. Bố lão. Tao đánh được có sổ sách là thôi, có thư ký ghi chép. Cái mượt. Dạ. Rồi thứ bao nhiêu rồi? Dạ 91 ạ. Đấy. Ủa hay. Nào. Thế vợ chồng mày bênh nhau à? Thôi, không sổ sách gì cả. Quay mông ra đây, đếm, oánh lại từ đầu, nhanh lên. Lại từ đầu. Trả lại từ đầu thì gì nữa. Bố đánh thế này thì hết cả đời con cũng hết, không hết chịu đòn này. Thì nát phao câu của con mất. Đàn ông đàn an trả được cái tích sự, chỉ được cái mông to thôi. 90, 91, 92, 93, 94, 9. Oánh,
tao đã đánh đúng không mà mày nhảy cỡn lên thế hả? Thế con cứ nhảy theo cái nhịp phách của bố đánh ấy. Thôi, nhưng anh phải hứa từ nay trở đi anh bỏ ngay cái thói chăng hoa đi, anh rõ chưa? Anh rõ chưa? Khổ quá, bố thừa biết con có chăng hoa gì đâu. Khổ quá, cái đấy chẳng qua là con làm phúc phải tội ấy. Giờ đấy giúp người mà khổ thế chứ thì... Lại còn cãi à? Dạ. Lại còn cãi đấy. Đấy, bố xem rõ ràng nhá, đây này, gái trên dai dưới rõ rành rành ra thế này. Úi giời ơi, tương phản màu sắc nét quá, rõ rành rành là gái trên trai dưới đấy. Chăng hoa mà chăng hoa ngược à, hả? Thế này thì thiên hạ người ta cười cho thối mũi à. Thế mà còn cái đấy bố ạ. Biết thế à, lúc đấy tôi cắt xẻng cho nó xong. Cắt cái gì? Cắt đuôi ạ. Úi giời ơi, thằng Tèo nhà tôi làm gì có đuôi. Úi giời ơi, mà này con ơi, ai người ta gọi cái là cái đuôi hả con? Cái nó là cái bảo bối đấy con ạ. Quý hóa lắm đấy con ạ. Con mà cắt đi sau này con lấy cái gì mà dùng? Khổ lắm. Thôi nghe tôi nói này. Anh chị đã cưới nhau gần đi năm rồi mà không sinh cho tôi được một cái thằng đít đôn. Anh chị biến ngay ra khỏi nhà, muốn ở đâu thì ở, tôi không cho ở cái nhà này nữa. Rõ chưa? Thì bố bảo có bao nhiêu mang ra ngoài đổ hết rồi, lấy đâu ra nữa mà chửa với chả đẻ. Này cô đừng có nói điều nhá, có đâu ra mà đổ. Anh còn cãi à? À, ngày nào anh chẳng đi gái gũ là còn cãi cái gì? Đây đây đây, bố thấy ông điều ngoài không? Này đồ đổ vu khống nhá. Thỉnh thoảng con mới đi chơi, nó dám bảo là tối nào con đi chơi gái. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng. Thôi, đừng có cãi nhau nữa, điếc hết tai rồi. Nghe này, chuyện nghiêm túc này, nghị quyết này. Vâng. Chốt hạ này. Vâng ạ. Hạn cuối cùng năm 2011. Vâng. Hai anh chị mà không xin cho tôi được một cái thằng đít nôm. Vâng. Nói chưa? Vâng. Là tôi dứt khoát tống anh chị ra khỏi nhà. Vâng. Không thể để như thế này được nữa. Đấy, tất cả là tại anh đấy nhá. Cái gì? Có cái gì ạ? Bố ơi, chúng con sẽ cố gắng. Thế nhưng mà con cái nó là số rời bố ạ. Tịt trà nó rồi, còn số rời mới đất. Anh bảo ai tịt đấy, có anh tịt thì có ấy. Cô tịt. Anh tịt. Ai tịt, ai tịt, ai tịt. Ai tịt. Nhà con tịt. Này, chị ơi, nhà tôi đã bỏ tiền tấn để cưới chị về làm dâu nhá. Chị đã làm dâu họ nhà tôi cấm tiệt chị không được tịt. Rõ chưa? Dạ. Thôi, nghe tôi phán xử lần cuối cùng này. Từ nay trở đi, anh Quang Tèo không được răng hoa với bất kỳ ai cả. Nhá. Dạ vâng. Cái vốn tự có của anh là rất tốt. Dạ. Anh phải dành dụm. Nhá, anh đổ cho vợ anh. Nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Nhớ chưa? Đã nhớ rồi ạ. Thấy chưa? Còn chị nữa. Dạ. Chị cũng đừng có ghen tuông hão, nhớ chưa? Vâng. Chị phải âu yếm chồng, phải chăm sóc chồng. Vâng. Nhớ, phải tạo cảm hứng cho nó. Ừ. Thì nó mới ấy được chứ. Vâng. Nó mới sáng tạo được chứ. Vâng. Nào rõ chưa? Dạ, rõ. Thôi bây giờ hai vợ chồng vào trong buồng, đóng cửa và chửi nhau ác. À. Tôi nhầm, làm cái gì mà đau thế? Hai vợ chồng vào trong buồng, âu yếm dịu dàng, đóng cửa bảo nhau. Rõ chưa? Dạ, đừng vâng. Có để người ngoài người ta nhòm ngó, người ta nhìn vào rồi xấu mắt thằng bố tôi đẻ ra với chị, rõ chưa? Dạ. Đi vào. Ôi trời ơi, cái đồ ác độc còn hơn cả Pol Pot, đồ bóc lột. Ông không vì cái nhà sắp sửa ra mặt đường này nhá thì quên nó nhanh nhá. Ông cho mày món cả tháng luôn. Ác dã man còn hơn cả con ngan. Này, làm gì mà cứ lẩm bà lẩm bẩm thế? Này, hay là làm thêm cuốc nữa cho tròn hát chích nhá. Đây đang hứng đây này nhá. Hát chích à? Ừ. Con lạy mẹ. Con vái cả nón rồi. Rồi hát chích. Tôi đi xem thầy rồi. Tháng này mà đậu ấy, thế nào cũng ra con dai. Ôi dồi, cứ liên tục như thế này thì có mà ra cái con tám vía ấy. Vớ vẩn. Con dai cái gì. Ôi dồi, tôi có lẽ tôi cũng không muốn về nữa đâu. Tôi đi luôn đây. Ôi dồi. Sao lại không về thế nào? Được đứa con gái chắc chắn thế nhỉ.
giờ nhờ cái tay thì đã chết ai. À, có ai ở nhà không cô gì ơi? À, có việc gì thế anh? Lánh đi hả? Lánh phải không? Không, Lánh là mẹ em ạ. Tánh, xin lỗi. Anh nhầm. Dạo này cô ra thành phố một thời gian về trông chắc chắn hẳn lắm, tôi không nhận ra đấy. Thực ra thì chả có cái việc gì cả. Tôi định vào rửa nhờ cô cái tay thôi. Vừa rồi đi mua mấy chỉ vàng, thế là mới tung tung lên kiểm tra xem là bọn bán vàng nó có đủ đồng cân không. Thế là rơi bố xuống cống, nhìn thấy nó lăn lên mà vù nó không kịp. Ôi dồi, sao anh lại đoảng thế? Đây, anh vào đây rửa tay đi anh. Cảm ơn. Thế anh đã tìm lại được chưa ạ? Thôi, tìm làm gì? Này, mua mấy chỉ khác. Ôi, thế thì phí lắm. Anh đánh rơi chỗ nào em đi tìm lại cho. Hay, không tìm được đâu. Ở chỗ ấy cống nước sâu lắm. Cống nào ấy? Hả? Cống nào ạ? Cống trắng mà. Quên cống thối. Chỗ ấy nước sâu lắm, thôi bỏ qua. Ôi giời, tưởng cống nào chứ. Cống đấy mấy năm trước em mò tôm suốt. Ấy giời ơi, mấy năm trước cô còn bé mò xuống đấy thì không sao chứ. Bây giờ trông cô chắc chắn như thế này, cô phi xuống cống thì nó phí em đi. Nhưng mà mất mấy chỉ vàng còn phí hơn anh ạ. Ê, quan trọng gì. Này, mai em thích nhé, anh mua tặng em dăm chỉ. Khiếp, bây giờ vợ chồng anh Cương làm gì mà giàu thế? Anh thì cũng làm bất động sản vớ vẩn mà. Còn vợ anh thì chả có việc gì làm, chiều cứ phóng ô tô đi chơi golf đấy. Bận. Làng mình giờ nhiều đại gia nhỉ anh nhở? Ý đâu là nhiều đại gia. Cả làng bây giờ chỉ có mỗi mình anh thôi. Này, cô dạo này cô Lánh. Quên, cô Tánh dạo này ra thành phố trông chắc chắn hẳn lên. Cô ngửa cổ anh xem cái xem nào. Ngửa để làm gì ạ? Để lúc nào mà anh đi mua mấy chỉ vàng như cô tiện có cái vòng cổ ấy, hoa tai gì anh mua tặng cô mấy đôi. Dạo này anh nhiều tiền chả biết làm gì, nhiều lúc cô gọi tất cả cái đám con gái mới lớn ở trong làng về rồi phát cho mỗi đứa đôi triệu để đi mua son phấn, nhìn chúng nó cứ tiêu tít xung quanh thì cũng thú rất phết. Trời, thích thật đấy. Nhưng mà anh tặng cho em nhiều như thế ngại chết đi được. Cô ngửa cổ đi. Ôi, anh này. Tiên sư mày, mày chưa đầu tư chỉ nào mà mày dám đòi sơ trước bố mày hả? Anh này, sao anh lại thô lỗ với em thế? Kìa, thì anh đập con ruồi mà. Ruồi nào? Đây là nốt ruồi của em. Nhỉ, cái nốt ruồi mỏng cái chỗ tài thế. Có mỗi cái nốt ruồi mà anh làm giật cả mình. Anh xin lỗi. Thôi, có lẽ anh phải về đấy. Ở đi lâu không tiện. Hơn nữa, nhìn em trông chắc chắn này, anh sợ không chịu được nhiệt. Với lại anh phải về để chuẩn bị cái thủ tục giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây cái nhà máy đóng gạch. Thôi, anh về nhá. Anh. Hả? Thế mai mua nhẫn cho em, nhớ phải mua cái dây cổ nhá. Ui giời ơi, em yên tâm đi. Anh sẽ mua cho em cái cực to nhá. Anh về nhá. Tôi chết. Có mỗi cái việc quan trọng nhất mà anh quên. Em này, em có thể cho anh cái số telephone của em này, có gì để anh còn tiện giao lưu văn hóa. Thế điện thoại anh đâu ạ? Điện thoại anh đây. Tôi chết. Anh xin lỗi. Đây. Em. Đấy khổ quá. Mấy cái món quà mua tặng mấy đứa hàng xóm trẻ con. Đây rồi. Đây. Để anh mở máy. Đây. Số của em đây ạ. Số đẹp quá. Anh về nhá. Mời em này. Dạo này trông em chắc chắn thật đi. Anh về nhá. Thế anh về ạ. Anh về nhá.